Đi khám sức khỏe định kỳ, phát hiện cùng lúc hai khối u ở vú và tuyến giáp. Người bệnh nữ sinh năm 1976 ở huyện Cẩm Khê đã được các bác sĩ trung tâm ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị khỏi bằng các kỹ thuật chuyên sâu, đốt u tuyến giáp bằng sóng cao tần và hút u vú chân không VABB. Được biết, người bệnh có tiền sử mắc u tuyến giáp nhưng chưa điều trị. Thời gian gần đây, người bệnh hay bị nuốt nghẹn, vướng, nói khàn nhiều, thi thoảng đau tức ngực nhẹ, mệt mỏi, hụt hơi, đau tức vùng vú trái nên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để kiểm tra. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán u giáp hai bên và u nang vú hai bên. Người bệnh có chỉ định đốt u giáp bằng sóng cao tần dưới hướng dẫn của siêu âm và hút u vú chân không VABB. Tôi đi khám tổng quát và thấy bác sĩ bảo bị u tuyến giáp và u vú. Tôi đã xuống bệnh viện Phú Thọ để được các bác sĩ tư vấn đốt sóng cao tần. Sau khi thực hiện xong thì tôi thấy không bị đau nữa và không để lại vết sẹo. Tôi thấy biện pháp này cũng rất là tốt. Đây là hai kỹ thuật chuyên sâu đã được thực hiện thường quy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sau đốt u tuyến giáp một ngày, người bệnh tiếp tục được thực hiện hút u vú chân không. Ngay sau khi thực hiện hai thủ thuật, người bệnh có thể nói chuyện, ăn uống và đi lại bình thường, được xuất viện ngay ngày hôm sau. Bệnh nhân đau ngực, nuốt vướng vào viện đã được các bác sĩ thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, siêu âm, phát hiện ra tình trạng đó là u giáp và u vú. Sau khi được hội chẩn chuyên khoa thì chúng tôi quyết định đưa ra phương pháp điều trị cho bệnh nhân, được lựa chọn phương pháp đó là điều trị đốt sóng cao tần, đốt u lành tuyến giáp và hút chân không điều trị khối u tuyến vú. Đốt sóng cao tần điều trị khối u lành tuyến giáp là phương pháp điều trị phá hủy khối u bằng nhiệt do sóng cao tần gây nên. Đây là phương pháp an toàn, dễ thực hiện, thời gian điều trị ngắn và có tính thẩm mỹ cao. Thời gian nằm viện của bệnh nhân thì chỉ cần nằm viện vài ngày và chăm sóc hậu phẫu bệnh nhân rất là đơn giản. Quá trình làm bệnh nhân chỉ cần gây tê và không cần phải làm gây mê.